Tờ Bfrey của Cộng hòa Séc mới đây đã thực hiện một phóng sự chuyên sâu về thủ thành Filip Nguyễn, người đang thi đấu xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ Sloven Liberec ở giải vô địch quốc gia Séc. Trong phóng sự, Filip Nguyễn đã kể rất nhiều câu chuyện khó khăn của mình về một tuổi thơ đầy gian khó khi mới chập chững bước vào đời trong sự nghiệp quần đùi áo số. Thủ môn gốc Việt tiết lộ, anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống chỉ vì mang một nửa dòng máu người Việt và từng cảm thấy xấu hổ khi có bố là người Việt Nam. Ngoài ra, thủ môn sinh năm 1992 cũng tiết lộ anh từng về Việt Nam thử việc và chính lần thử việc đấy đã đưa anh đến quyết định sẽ dành toàn bộ tâm sức để khẳng định mình ở sân chơi châu Âu. Anh không muốn về V-League thi đấu và cho biết: "Tôi đã thực hiện hơn 20 cuộc phỏng vấn với truyền thông Việt Nam. Và sau mỗi bài viết như vậy, tôi càng tỏa sáng. Khi có rất nhiều yêu cầu kết bạn trên Facebook và rất nhiều bài viết tiếng Việt trên Instagram muốn tôi chơi bóng cho đội tuyển của họ. Tôi thừa nhận đã có lúc tôi tìm hiểu về quyền công dân, nhưng bây giờ thì tôi quyết tâm ở lại châu Âu để chinh phục." Trong ngày hạ màn giải đấu, câu lạc bộ Sarajevo đã xuất sắc giành chiến thắng 4-0 trước Zvezda ở vòng 32 giải vô địch quốc gia Bosnia and Herzegovina. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra đường để ăn mừng thành công của đội bóng. Đây là thành công đặc biệt với một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử Bosnia. Lần đầu tiên họ giành cú đúp danh hiệu trong một mùa giải và sẽ tham dự Champions League mùa tới từ vòng sơ loại. Được biết, Sarajevo nằm dưới sự quản lý của ông bầu Nguyễn Hoài Nam và tập đoàn PVF. Ông cũng là người Việt đầu tiên và duy nhất vào lúc này đang sở hữu một câu lạc bộ bóng đá tại châu Âu. Việc ông Nam đầu tư vào một đội bóng như Sarajevo sẽ giúp ích rất nhiều cho bóng đá Việt Nam. Nhiều thông tin cho rằng ông Nguyễn Hoài Nam mong muốn đưa cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thi đấu để mở mang kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, qua đó đưa giấc mơ World Cup đến gần hơn với bóng đá Việt Nam. Chiều ngày 20 tháng 5, VFF thông báo chính thức địa điểm tổ chức trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Đó chính là sân vận động Phú Thọ mà như trước đó truyền thông đã đưa tin. Ngoài ra, VFF còn cảnh báo người hâm mộ về tình trạng giả mạo vé ở trận đấu này. Theo đó, mọi thông tin về thời gian bán vé, giá vé và chỗ ngồi ở mọi nguồn đều là giả mạo. Vì vậy, người hâm mộ cần hết sức cẩn trọng để không bị kẻ gian trục lợi. Những thông tin về vé xem sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cập nhật và thông báo duy nhất trên trang chủ. Vì vậy, người hâm mộ cần hết sức lưu ý. Sau khi bị Chelsea sa thải ở mùa giải 2017-2018, huấn luyện viên Conte vẫn ngồi chơi dưới nước suốt một năm qua. Thế nhưng với một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm và trình độ như Conte, ông sẽ sớm trở lại nghiệp cầm quân. Theo tờ The Guardian của Anh, huấn luyện viên Conte đã chính thức đồng ý các điều khoản với Inter để tiếp quản đội bóng này bắt đầu từ mùa hè năm nay, thay thế cho ông Spalletti. Cụ thể, bản hợp đồng giữa chiến lược gia người Ý và đội chủ sân Giuseppe Meazza sẽ có thời hạn 3 hoặc 4 năm. Dù đội bóng cũ Juventus sa thải Allegri và rầm rộ thông tin Conte sẽ trở lại, nhưng sau nhiều cân nhắc, quyết định chọn Inter đã được chiến lược gia 49 tuổi đưa ra. Dù Conte đang hạnh phúc ở Chelsea, nhưng mới đây gã nhà giàu PSG quyết tâm phá vỡ mối quan hệ đó khi đưa ra lời đề nghị 90 triệu euro cho nhà vô địch World Cup 2018. Tuy vậy, với việc đội bóng thành London đang dính án cấm chuyển nhượng, chắc chắn họ sẽ làm mọi cách để giữ Conte ở lại sân Stamford Bridge. Với việc bộ đôi Ribery và Robben chia tay đội bóng sau mùa giải này, ban lãnh đạo Bayer đang quyết tâm mang về Leroy Sane. Cầu thủ chạy cánh này được cho là không cảm thấy hạnh phúc khi bị huấn luyện viên Pep Guardiola cho ngồi ngoài ở nhiều trận đấu quan trọng. Một thông tin nữa liên quan đến Man City: huấn luyện viên Pep Guardiola đang lên kế hoạch của Harry Maguire khỏi tay Man United khi đưa ra giá 75 triệu bảng. Maguire sẽ là sự thay thế cho Vincent Kompany, người chia tay Man City khi trở về Anderlecht sau mùa giải này.